Ngày 5 tháng 7, tại Ủy ban dân xã Phước Ninh, Công an huyện Dương Minh Châu tổ chức trao giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống trên địa bàn xã Phước Ninh. Luật căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, có 10 điểm mới. Trong đó, trọng tâm là mở rộng đối tượng cấp cho người dân. Cụ thể, người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch sẽ được cấp giấy chứng nhận căn cước nhằm đảm bảo quyền lợi lợi ích của người Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam, đồng thời phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước về dân cư. Đến nay, Công an huyện Dương Minh Châu đã giải quyết thành công và trao giấy chứng nhận căn cước cho 3 trường hợp người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống trên địa bàn hai xã Phước Ninh và Phước Minh của huyện Dương Minh Châu. Trước thì em chưa nhận được giấy chứng nhận, thì em xin vô học thì rất là khó, với đi làm rất là khó. Làm hồ thì tiền lương không ổn định. Giờ em được nhận được giấy chứng nhận thì em xin vào mà công ty sẽ lương nó ổn định hơn. Hôm nay em rất là vui nhận được giấy căn cước. Việc cấp giấy chứng nhận này cũng là cơ sở để người gốc Việt Nam có điều kiện để thực hiện trách nhiệm với xã hội địa phương nơi đang sinh sống lâu nay.